dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 là Đại tá Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh đã đến thăm, chúc Tết ngư dân trên đảo Bạch Long Vĩ và tham gia chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn đã trao 165 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ ngư dân khó khăn và các em nhỏ đạt thành tích tốt trong học tập trên đảo. Bà Đồng Thị Lan, gia đình chính sách tại khu 2, huyện đảo Bạch Long Vĩ, rất vui và xúc động khi được cán bộ, chiến sĩ vùng cảnh sát biển 1 đến thăm và động viên chúc Tết gia đình. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà tại các đơn vị, cơ quan hành chính, thanh niên xung phong, trạm y tế quân dân y Bạch Long Vĩ. Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Xuân biên cương hải đảo, Tết thắm tình quân dân có sự tham gia của các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền, người dân huyện đảo Bạch Long Vĩ, góp phần gắn bó hơn tình cảm quân dân. Đặc biệt hơn, một phiên chợ không đồng được mở bán ngay trên đảo, hỗ trợ những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được mua những mặt hàng thiết yếu, chuẩn bị đón Tết Quý Mão. Bà con rất vui khi nhận được những phiếu mua hàng miễn phí, được chọn những hộp bánh mứt, kẹo, dầu ăn, mang về ăn Tết. Ngoài ra, hội thi gói bánh chưng tưng bừng đón Tết với sự tham gia của nhiều đơn vị vũ trang, cơ quan và người dân trên đảo cũng đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, gợi nhớ về những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhiều em nhỏ ở trường tiểu học mầm non Bạch Long Vĩ rất háo hức khi xem các cô chú gói bánh chưng xanh. Trong không khí se lạnh của những ngày tháng chạp, ngồi quây quần bên nồi bánh chưng đang đỏ lửa, chia sẻ với nhau chuyện gia đình, ước mơ hay kỷ niệm khó quên cũng giúp các chiến sĩ trẻ vơi đi nỗi nhớ gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Bánh chưng xanh được luộc chín, một phần giữ lại cho anh em đơn vị ăn Tết, một phần được dành tặng cho các hộ gia đình không có điều kiện về ăn Tết trong đất liền, giúp bà con có một cái Tết ấm áp sum vầy.